thấy đó là dấu hiệu hướng tới có thai, mà dấu hiệu này thì người ta có thể gặp hầu hết từ 50 đến 90% trường hợp là đều có cái dấu hiệu này nha. 50 đến 90% trường hợp chỉ có 10% là không có cái dấu hiệu này. Như vậy thì các em phải hiểu nó như thế nào. Hôm trước cô có giải thích sơ sơ rồi. Để mà khi mà người mình tiếp cận thì mình tư vấn cho người ta, tư vấn không được thì cũng phải có thuốc cho sản phụ người ta mới tin chứ, em nói ráng chịu đi thì không được, phải không? Do đó đó thì mình phải hiểu nó. Còn nếu mà người ta có những trường hợp các em biết là khi người ta bị nghén nặng đó, có khi là trong trong 3 tháng đầu nhiều khi nó có thể sụt khoảng 4 đến 5 kg luôn, mà em các em thấy một người mà tự nhiên mà giống như là bị đói vậy đó, bị đói tức là không muốn ăn, thấy cái mặt nè các em thấy đưa ra cái hình ảnh này của em mang thai người ta rất là khó chịu, không ăn được là khổ nhất, uống cũng không được, uống vô cũng ói, ăn vô cũng ói, và như thế thì từ từ nó sẽ suy kiệt dần rồi nó rối loạn điện giải đủ thứ đó, phải không? Do đó cái triệu chứng này là triệu chứng thường gặp nhất, thì chúng ta phải hiểu kiến thức đó để mà khi chúng ta gặp một trường hợp như thế chúng ta sẽ tư vấn. Thì hôm trước cô có nói đó, do nội tiết tố thai kỳ là điển hình là cái chất progesterone nó tăng lên trong quá trình mang thai đó ha, tăng lên trong quá trình mang thai, mà tác dụng của cái progesterone thì nó làm sao, nó không phải progesterone nó gây ra là nôn ói, mà chính cái progesterone này nó tác động trên tất cả những cái cơ trơn, tác động trên tất cả cơ trơn, ví dụ cơ trơn niệu quản rồi cơ trơn chỗ nào có cơ trơn nó đều tác dụng trên nó hết. Thì như thế thì ở đây cô nói về vấn đề nôn do thai nghén, do đó cô chỉ nói là tác động trên cái cơ trơn đường tiêu hóa thôi. Thì như thế đó, như thế đó thì các em thấy đó là khi nó tác động trên cái cơ trơn đường tiêu hóa như thế thì nó sẽ đưa đến cái gì, nó thể hiện tại sao nó nôn ói, do nó giảm cái trương lực cơ vòng thực quản. Thì các em biết đó, khi nó giảm trương lực cơ vòng thực quản thì sao, thành ra khi mà sản phụ có cái vấn đề nôn á, buồn nôn rồi đó, thì như thế nó sẽ co thắt cái cơ vòng thực quản ha. Mà bình thường cơ vòng thực quản nó bước để đi xuống, nhưng mà bây giờ cái trương lực cơ vòng thực quản nó bị giảm rồi, thành ra thức ăn mà khi nó vào dạ dày rồi đó thì nó tác động nó bị axit quá thì nó sẽ trào ngược trở lên trên, do nó người phụ nữ mang thai người ta sẽ có cảm giác là người ta rát ở cái vùng ngực, và lúc đó là bệnh lý gọi là bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản mà các em biết rồi. Ngay từ đầu cô nói đó, người phụ nữ mang thai mà khi người ta đến lần đầu tiên đó, người ta không có đến bác sĩ sản, mà người ta đang nếu mà người ta không có kinh nghiệm về thai kỳ đó, người ta đến bác sĩ tiêu hóa, và bác sĩ tiêu hóa mà nếu người ta không có nghĩ tới cái vấn đề mà thai nghén đó, người ta lại cho cái thuốc để điều trị cái trào ngược dạ dày thực quản, nhưng mà cho hoài nó không có hết, tới chừng sau đó phụ nữ cảm thấy nó khó chịu, thấy bụng to nhanh đó, thì lại bác sĩ sản thì mới phát hiện ra cái này là do thai hành. Cái vấn đề thứ hai nữa, trên túi mật, tại vì cô nói đường tiêu hóa cô nói trên túi mật, thí dụ cái người mà cứ cơ địa mà người ta có vấn đề mà sỏi mật hay là gì đó, có cơ địa như thế thì nó sẽ tăng lên cái vấn đề mà tụ sỏi. Một cái vấn đề nữa đó là do cái nó giảm trương lực cơ trơn của đường tiêu hóa thì làm sao, cái thức ăn hoặc là những cái thức mà người ta dùng đó thì nó sẽ vận chuyển qua ruột non giảm, mà các em biết rồi, nó không vận chuyển qua ruột non giảm thì cái hấp thụ nó không có, hấp thụ không có thì từ từ thì người phụ nữ sẽ gầy, sẽ sụt cân vân vân. Thì đó là cái cơ chế để mà khi người ta đến với mình biết để mình tư vấn cho sản phụ. Bây giờ đó thì cô nói là cái vấn đề ói, cái em thấy người phụ nữ mang thai đó cô hay nói cái từ là bệnh vào buổi sáng, do cái tư thế nằm, do tư thế nằm thành ra cái trương lực cơ trơn của thực quản nó giảm,
Thành ra khi mà người ta bật ngồi dậy á, sau một cái giấc ngủ đó, thì lại thấy buồn nôn. Thấy buồn nôn và nôn, buồn ói và ói đó. Nhất là vào buổi sáng. Thì người ta thấy, người ta nói cái bệnh này là thành ra những người mà phụ nữ mà mang thai giai đoạn đầu mà mấy ông bà ta có kinh nghiệm thấy sáng sớm mà ủa khang đó, thì khả năng là cái này. Và dấu hiệu này là dấu hiệu đặc trưng. Đặc điểm là nó hay bị buồn nôn và nôn vào buổi sáng. Chứ buổi trưa, buổi chiều đi lại nó không có. Nhưng mà sau một giấc ngủ sáng sớm là có cái buồn nôn. Và triệu chứng này nó kéo dài 50 đến 90% thai kỳ. Như vậy thì trong thai kỳ mà nếu nó suốt cả thai kỳ thì chị không nổi đâu. Thì chúng ta cũng biết là cái nội tiết tố thai kỳ, nó nội tiết tố progesterone đó. Thì các em thấy nó tăng dần đó. Ví dụ như 4 tuần đầu thì do cái hoàng thể thai nghén nó tiết ra. Sau đó thì bắt đầu bánh nhau nó thay thế vào khoảng tuần thứ 12. Thì khi bánh nhau thay thế thì như vậy thì các em thấy triệu chứng này nó sẽ bắt đầu từ lúc mà trễ kinh cho đến 2 tháng đầu. Và nếu mà nghén nhiều đó, đó thì nó sẽ đạt đỉnh vào khoảng tuần thứ 12 hay 11 đến 13 tuần. Thì các em dựa vào cái nội tiết tố thì cái đỉnh cao của nội tiết tố cũng vậy, nó đỉnh cao là khoảng thời gian này. Rồi sau đó nó sẽ hơi giảm xuống một chút và nó kéo dài ổn định cho đến cuối thai kỳ. Như vậy thì cái triệu chứng nghén này nếu có đi chăng nữa thường á, là qua tháng thứ ba nó sẽ giảm. Do đó đây là một cái lý do để các em động viên sản phụ, thí dụ mình phải tiết chế như thế nào để làm chi, để có cái hấp thu và cái triệu chứng này sẽ hết. Cái trấn an tâm lý của người ta sẽ hết sau 3 tháng. Cái dấu hiệu mà cái nội tiết nữa là cái tăng tiết nước bọt. Thì các em biết phụ nữ mà mang thai đó thì sao? Các em thấy ngồi đâu là phun nước bọt đó, là do cái tiếng nước bọt nó tăng tiết. Nó tăng tiết thành ra lúc nào cũng cảm giác nước bọt đầy ở trong miệng, thành ra người ta ngồi đâu người ta phun phun nước bọt đó. Và cái tăng tiết nước bọt này đó là nó đi kèm với cái nhạy cảm, với cái rối loạn cái nhạy cảm với những cái thức ăn. Thí dụ như một số chất thức ăn mà nó có mùi thì người ta khó chịu, chỉ cần nghe cái mùi thức ăn đó là người ta nôn. Hoặc là có thể là thay đổi khẩu vị, hồi xưa thích thức ăn này nhưng mà bây giờ đem cái đó lại thì không thích. Hoặc là thèm những thức ăn lạ, người ta gọi là thay đổi khẩu vị đó. Thèm những thức ăn lạ. Thì cái vấn đề mà nghén nặng nó là như thế. Thì các em thấy rõ ràng đó là người phụ nữ nghén nặng đó nó sẽ đưa đến cái sự cân rất là nhanh. Đến 5% trọng lượng cơ thể. Thì mấy em thấy đi. Thế là 5% trọng lượng cơ thể. Thì như vậy là nhiều đó. Phải không? Thế người thí dụ như người phụ nữ 5 kg 50 kg đi thì mấy em tính đi thì người ta có thể sụt khoảng 25 khoảng 2,5 kg nha, 5% trọng lượng cơ thể. Thì những người nôn nặng các em biết cô đã tiếp xúc 3 tháng đầu đó là người phụ nữ đó có khi người ta sụt 4 đến 5 kg luôn đó trong 3 tháng đầu đó, nhưng mà người ta sẽ lấy lại cái trọng lượng rất là nhanh sau khi người ta ăn uống được. Nhưng mà bé vẫn phát triển, nó lấy cái thức ăn và dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái vấn đề mà nghén nặng là người ta, tức là khi mấy em thấy cái từ này nè, hyperemesis, tức là nghén nặng đó nha. Thì khi mấy em thấy là nghén nặng nó sẽ đưa đến cái rối loạn nước và điện giải. Và cái triệu chứng này thường xảy ra trước tuần thứ 20 của thai kỳ. Như vậy thì khi cái tăng ói này nhiều nè thì như thế làm sao người phụ nữ bị sụt cân nè, rối loạn nước điện giải, thì những trường hợp này thì phải cho nhập viện. Nhập viện để làm chi? Khi mình phát hiện có dấu hiệu mà mất nước, tại vì nó có bao nhiêu nước nó ói hết rồi thành ra nó bị mất nước, thể hiện bằng cái gì? Chóng mặt, suy kiệt đó, rồi cơ thể suy kiệt nè, rồi mệt. Hoặc là có thể do mất nước nó đưa đến sốt, hoặc là rối loạn cái đường ruột, thí dụ nó đau bụng hoặc là tiêu chảy. Khi nó có những cái dấu hiệu mất nước này thì các em phải cho nhập viện để làm chi?
để mình coi cái này là ngán nặng hay là một cái bệnh lý gì khác, bệnh lý đường tiêu hóa gì khác, để mà mình làm cái chẩn đoán phân biệt. Chứ không phải là tất cả thai nghén mà nó ngén nặng mà như thế. Nếu mà em dựa vào cái đó, nhiều khi các em sẽ bỏ sót những cái bệnh lý mà nó phối hợp trong thai kỳ. Như vậy thì khi mà người phụ nữ mà người ta mang thai đến, mình xác định mang thai trong 3 tháng đầu rồi, thì mình khám mình thấy rõ ràng là có dấu hiệu mất nước, sụt cân 5% trọng lượng cơ thể. Ha, thí dụ người ta nói hồi trước người ta 50 kg, bây giờ vô cái em cân em thấy có 45 46 kg, mà một người mà trong vòng 3 tháng mà sụt 3 4 kg là nó sẽ mệt dữ lắm. Rồi cái thứ hai nữa là khi vào viện rồi, hai xét nghiệm thường quy các em làm đó là xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu. Bây giờ xét nghiệm nước tiểu tìm gì? Thì trong cái công thức nước tiểu đó, tổng phân tích nước tiểu nó sẽ cho ra nhiều cái kết quả đó. Đường, đạm, là những cái thể ở trong nước tiểu, và trong đó thì các em coi có hiện diện của cái thể keton hay không. Bởi vì khi có hiện diện cái thể keton này đó là nó thể hiện của cái sự mất nước. Do cái gì? Do mất nước nhiều quá, mất dinh dưỡng nhiều quá, thì cái trong cơ thể nó sẽ sử dụng cái lipid trong cơ thể, sử dụng lipid đó, nó tiêu cái lipid trong cơ thể. Tại vì ăn uống không được, thì khi nó tiêu lipid trong cơ thể, nó sẽ đưa đến gia tăng sản xuất thể keton, và nó gia tăng sản xuất thể keton, nó sẽ thải ra cái đường đường niệu, thể hiện ở đường niệu. Thành ra khi mấy em thấy cái thể keton này dương tính thì coi chừng đó là do cái mất nước đó. Ha, mất nước rồi dinh dưỡng kém thì nó sẽ lấy cái lipid của người mẹ, mỡ của người mẹ để chuyển hóa. Bởi vì nó chuyển hóa như thế và nó mới mới thải ra ngoài nước tiểu. Vấn đề nữa, các em làm một cái công thức máu thường quy để làm chi? Để coi coi nó vấn đề này là trong trường hợp mất nước như thế đó, thì các em biết thường là mất nước khi mang thai thì cái máu nó loãng phải không? Loãng máu thì cái hồng cầu dung tích này thường đó, nó sẽ giảm. Nhưng mà đặc biệt trong trường hợp nghén nặng thì khi các em thử đó thì cái hồng cầu dung tích này sẽ tăng. Tại sao? Tại vì cái lượng nước vào nó không đủ, rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà mấy em thấy cái nào này là có nghĩa là khối lượng máu nó không tăng theo kịp sự phát triển của thai. Hôm trước cô có nói thay đổi về tuần hoàn, đó là khi mang thai thì khối lượng máu tăng bao nhiêu? 35 đến 50%. Nhưng mà bây giờ cái hồng cầu dung tích này tăng có nghĩa là khối lượng máu không có tăng kịp theo sự phát triển của thai. Thì các em cũng ghi nhận cái này, để nếu thiếu thì mình phải bù. Bây giờ người ta không có uống được bằng đường tiêu hóa thì mình phải làm sao? Bù bằng đường truyền dịch. Rồi sau đó các em thử cái các chất điện giải ở trong máu. Thử các chất điện giải trong máu coi coi nó coi nó có giảm hay không, thì nếu mà nghén nặng là chắc chắn là các chất điện giải nó sẽ giảm. Và đồng thời nó sẽ tăng cái gì? À, cái men chuyển amino transferase và cái bilirubin. Các em biết bilirubin toàn phần nó sẽ tăng dữ lắm, nó nôn ói riết. Thành ra những người phụ nữ mà bị nghén nặng vô mà gặp các em đó, các em sẽ thấy cái người nó xanh xao, xanh nhưng mà nó hơi bị vàng. Vàng đó là do cái gì? Do cái bilirubin nó tăng, do nó rối loạn chuyển hóa. Thì trong cái điện giải thì mấy em chú ý là cái gì? Muối ha, đó muối nè, rồi thử cái potassium kali, rồi clo, rồi canxi ha. Bây giờ khi mà nhập viện như thế thì các em biết là các em nghĩ nó là thai nghén do ăn uống không được, các chất này tăng. Nhưng như ngay từ đầu cô nói đó, thí dụ mình muốn chẩn đoán nó là nghén nặng hay là do một bệnh lý gì đó, các em phải tìm nguyên nhân coi nó có liên quan tới mấy bệnh lý này hay không. Thí dụ như trong trường hợp người này bị nghén nhưng mà làm sao, cô nói là bị do nó làm giảm trương lực cơ trơn. Thành ra ở những người mà người ta có cái trào ngược dạ dày thực quản, người ta có cái bệnh viêm dạ dày sẵn đó, bây giờ khi có thai thì tình trạng viêm này nó sẽ nhiều hơn. Thì coi chừng là có bệnh lý sẵn có thì phải hỗ trợ thuốc cho người ta đó.
Hoặc là những trường hợp thí dụ có vấn đề thoát vị vành thì cái này trên thực tế là nó rất ít gặp. Hoặc là ở những người bị cái bệnh lý đường tiêu hóa như dạ dày hay là viêm tụy không? Các em biết cái viêm tụy á, trong thai kỳ á, nó sẽ làm cho người phụ nữ á, người ta đau rất là dữ. Thành ra mình cũng phải thử cái men tụy coi nó có tăng hay không. Tại vì cái viêm tụy này chỉ có một cái viêm tụy cấp á, là phải nhịn ăn tuyệt đối luôn. Hoặc là một số bệnh lý mà ngoại khoa, thí dụ viêm ruột thừa có hay không, tại nó nằm ở vùng hố chậu mà. Hay là một số cái bệnh lý mà cô nói đó, là có những bệnh lý đó các em thấy có thai, thí dụ như u nang buồng trứng, nhiều khi người ta có cái u nang trước người ta không biết, rồi khi có thai nó đẩy cái u nang, nó làm cho cái u nang xoắn, nó cũng gây đau đau, rồi người ta nôn mửa, nó cũng có triệu chứng nôn ói nữa. Nói chung là khi mà người ta có triệu chứng nghén, suy kiệt, mấy em chẩn đoán nghén, nhưng mà phải vào để chẩn đoán cái nguyên nhân của bệnh lý. Đối với trình độ I4 các em chưa có làm được cái này đâu nha, nhưng mà các em có thể nghĩ cái nghén, và có thể khi bệnh án cô không có liệt kê mấy cái bệnh lý này để các em chẩn đoán, mà chủ yếu các em nhận định là nhập viện để loại trừ những nguyên nhân khác, những nguyên nhân khác nó đưa đến cái triệu chứng làm cho người phụ nữ người ta ói nhiều. Vậy thôi, tới tới lúc đó thôi, còn phân tích sâu thì khi mấy em học bệnh lý thì mấy em mới có thể phân tích sâu được. Một số trường hợp khác, thí dụ như ở những người có vấn đề mà cường giáp cũng vậy nữa. Mấy em thấy là khi mà có vấn đề cường giáp mà có thai nó sẽ rất là nguy hiểm nha. Hoặc là có những người người ta có cái vấn đề bệnh lý tiền đình, ngồi dậy là chóng mặt. Một cái quá trình mang thai các em phải lưu ý, thí dụ như thai trứng nè, nó sẽ gây nghén dữ lắm, nội tiết tố oxygen tăng cao, thành ra khi đó nó trong quá trình mang thai mắt các em phải theo dõi coi cái thai trứng nè có hay không. Thì siêu âm nếu mình thấy thai bình thường không phải thai trứng thì mình loại trừ được rồi, vân vân. Thành ra khi mà nghén nặng vô các em phải vô cho nhập viện để xét nghiệm loại trừ những nguyên nhân do bệnh lý khác, không có thì mình đi sâu về vấn đề nghén nặng. Còn cái phân tích bệnh lý thì cái đó là cái đó không phải thuộc trình độ của y. Như vậy thì khi các em gặp một trường hợp như thế đó, ăn không được, uống nước cũng ói, ăn cơm vô cũng ói, thì như thế đó, thì mình tư vấn cho người bệnh đó, cho sản phụ đó, làm sao để người ta có thể hấp thu được bao nhiêu là tốt. Thí dụ người ta nấu nước thì khuyến khích người ta dùng nước, uống nước nhiều vô, tại vì ói nhiều sẽ mất nước. Cái thứ hai là dinh dưỡng đủ chất. Bây giờ thứ nhất, bây giờ ăn cái gì vô cũng ói thì làm sao? Thì tiết chế bằng cách là ăn nhiều bữa nhỏ. Thí dụ thôi, ăn một bữa no nhưng mà bây giờ ăn ít một thôi, nhưng mà chất lượng, thí dụ như rau quả trái cây nè cũng là cái dưỡng chất vitamin. Rồi chất đạm làm sao? Chất đạm ít lợi một chút, tại vì lúc nó đang ngán mà dùng chất đạm nhiều nó rất là khó tiêu, và người ta lại ăn không được. Ít chất béo, ít chất béo, chất béo cũng làm cho cái người phụ nữ dễ bị nôn ói nữa. Nếu cần dùng đạm thì dùng đạm gì, đạm thực vật cũng được, hoặc là động vật thì có thể dùng cá được thì rất là còn nếu không thì 3 tháng đầu không đủ chất thì có thể dùng những chất, cơm không được thì dùng những chất có vào cái carbohydrate, chất xơ, ví dụ như bắp nè. Có thể dùng cái gì, bánh mì. Nhiều người đến cô khuyên là thôi lấy cái ruột bánh mì nhai đỡ đi, nó cũng đỡ. Hoặc là các loại bánh, không ăn, không có nhất thiết là phải có cơm nha. Cơm cũng là carbohydrate, thì bây giờ ăn cái đó không được thì nhai từng bữa nhỏ, thì như thế nó cũng không làm cho cái bao tử trống. Thứ nhất là nó có chất dinh dưỡng, cái thứ hai nữa là cái gì, nó cũng không làm cho bao tử trống, tại vì các em biết không ăn được thì cái bao tử, cái dạ dày nó trống, dạ dày nó trắng trống thì nó sẽ co bóp, nó co bóp nó tiết cái axit, tiết axit nó sẽ gây cái trào ngược nữa. Thành ra lúc nào cũng đừng để đói, khuyên người ta không nên để đói, bằng mọi cách phải có cái gì vào trong cái dạ dày.
Nhiều người các em biết là khi nó bị hành á, người ta cứ nằm không, ta không chịu ăn cái gì hết trơn. Thì như vậy thì cái tình trạng ngán nó sẽ nặng hơn. Bây giờ tư vấn ăn không cũng không không hết nữa, phải không? Bây giờ các em tư vấn, bây giờ tiết chế như vậy về người ta thử nó cũng không hết. Thì bây giờ mình qua cái bước thứ hai nữa là cái gì? Nhập viện thôi. Các em thấy nhập viện thôi, tại vì bây giờ ăn không được thì nó là một trường hợp nặng nhất, là khi mấy em thấy nó bắt đầu tiêu lipid trong cơ thể, nó có thể gây tăng niệu niệu rồi. Thì như vậy á thì ăn vô thì nó ói thì thôi bây giờ đừng ăn nữa, bắt đầu chúng ta truyền dịch, truyền bao nhiêu là đủ. Các em biết là một người cái khẩu phần dùng nước ở trong ngày á thì ít nhất là khoảng 2 lít, người phụ nữ là phải 2 tới 3 lít. Như vậy thì phải dùng truyền dịch qua đường tĩnh mạch. Có cần truyền đạm không? Bây giờ dịch đó thì có thể là dung dịch đẳng trương, glyco. Nhưng mà bây giờ truyền đạm không? Thì người ta thấy là đôi khi người ta bị đói nhiều quá thì phải truyền đạm. Nhưng mà trong thai kỳ á, truyền đạm phải cẩn thận. Tại vì có một số loại đạm mà truyền vô người ta sắc thì nó lại mệt hơn nữa. Thành ra có những người mà coi như nó gầy, nó ốm quá, nó không đủ chất quá thì đôi khi có thể cho một số vitamin vô. Đó là chúng ta phải bù, ha, bù dịch. Bây giờ bù dịch rồi, không ăn rồi thì nó đỡ ói nhưng mà nó vẫn còn triệu chứng ủa kham, mà nó cũng làm cho người phụ nữ khó chịu, thì cái phương án thứ ba là chúng ta phải dùng thuốc thôi. Phải dùng thuốc thôi. Đó, thì đây là khi mà bác sĩ siêu âm thấy thai nó vẫn khỏe nhưng mà bà mẹ không khỏe, phải không? Thai có nhịp tim thai vẫn khỏe nhưng bà mẹ không khỏe, mặc dù đã truyền dịch rồi nhưng mà vẫn còn triệu chứng ủa kham, vẫn còn cái triệu chứng khó chịu. Do đó cái thuốc ngán trong trường hợp này chúng ta có thể dùng, thí dụ dùng một số loại mà kháng histamine H1 như là meclizine, phải không? Như là cái dimenhydrinat. Dimenhydrinat nó cũng là cái kháng histamine H1, tức là nó chống nôn, nó có tác dụng chống nôn luôn. Nó có thể có chất, có tính chất gây ngủ chút xíu, khi dùng thì người phụ nữ có thể hơi 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 buồn ngủ một chút. Hoặc là dùng cái đối vận dopamine. Đối vận dopamine thí dụ như cái nhóm metoclopramide. Cái này là tremperan á. Tremperan á. Tremperan thì nó có tác dụng chống nôn. Các em có học dược lý sơ qua rồi ha. Dược lý năm thứ tư rồi chắc học xong hết rồi. Hoặc là cái nhóm là phenotiazin, mấy cái này có tác dụng gây ngủ, nó cũng làm cho người phụ nữ nó êm dịu, nó ngủ dễ thì có thể nó bớt, nó qua cái giai đoạn nó đỡ hành thì có thể dùng thuốc này được. Đó là sau khi chúng ta điều trị mà chúng ta thấy đó. Thì như vậy đó, thì các em thấy những người bị ngán nặng đó, cái đầu tiên là hỗ trợ tâm lý đó, rồi sau đó thì mình tư vấn người ta dùng thức ăn. Thức ăn không được thì phải truyền dịch bù, truyền dịch bù mà không đỡ nữa mới bắt đầu qua bước thứ ba là dùng thuốc. Như vậy thì chúng ta thấy đó, người phụ nữ mang thai vấn đề tâm lý rất là quan trọng. Thành ra đó, sau khi chúng ta dùng các biện pháp mà triệu chứng vẫn còn thì chúng ta phải hỏi lại coi có cái xung đột trong gia đình hay không, có bị stress hay không. Thì ở nhất là những cái trường hợp nôn ói nhiều nó hay xảy ra ở tầng lớp trí thức, những người có cái suy nghĩ tầng lớp trí thức là nhiều nha. Thành ra khi đó mà những người lao động nhiều khi đôi khi người ta lo công việc, người ta không có nghĩ ngợi nhiều, áp lực tâm lý không có nhiều thì người ta lại ít bị ngán. Do đó mà người ta có làm một cái công trình nghiên cứu, và cái công trình nghiên cứu đó làm sao, thí dụ như là nôn nhiều quá mà sau khi người ta dùng nó thì người ta mới chưa chia ra một cái lô để coi có phải là do cái vấn đề là tâm lý, khi mà người phụ nữ mà bị cái stress hoặc là một cái xung đột trong gia đình hay không. Thì người ta lấy, người ta nghiên cứu thì người ta thấy đó,
sau khi người ta chia ra hai nhóm, một nhóm có dùng thuốc, một nhóm không dùng thuốc, nhưng mà cái nhóm mà không dùng thuốc vẫn đưa cái thuốc giống như cái người có dùng để người ta đừng có bị ảnh hưởng tâm lý, thì những trường hợp đó đó người ta cho vào viện ha, cho vào viện. Thì khi nhập viện tức là mình cho người ta khỏi cái môi trường gây stress. Thí dụ ở nhà có cái xung đột trong gia đình thì khi cho nhập viện á, thì đã lấy ra thoát khỏi môi trường mà gây stress rồi. Thì như vậy á, thì người ta sẽ chia ra hai lô, một lô đó là người này dùng thuốc, lô bên đây không dùng thuốc. Đó, thì khi đó, đó thì người ta mới lấy lại cái nghiên cứu trên cái triệu chứng nôn. Thì người ta thấy cái triệu chứng nôn cải thiện cả hai nhóm như nhau. Có nghĩa là không dùng thuốc nó cũng cải thiện, có dùng thuốc nó cũng cải thiện với con số là 90% trường hợp. Và như thế người ta nói là có một số trường hợp là yếu tố tâm lý. Thí dụ như người ta có những cái xung đột trong gia đình, có những stress, thành ra khi cho vào viện thì nhập viện tức là đưa ra khỏi môi trường gây stress, thì từ đó cái triệu chứng nôn nó giảm, đôi khi không cần dùng thuốc. Do đó khi mấy em tiếp cận một phụ nữ mà người ta có cái vấn đề như thế thì chúng ta phải tư vấn cho người ta, tư vấn để người ta hiểu, và từ đó cái chế độ ăn chứ không được nhịn đói, phải có nước, phải có dinh dưỡng. Thì đó là cái triệu chứng này để hỗ trợ cho các em khi các em đi lâm sàng, các em có thể gặp và tư vấn, có thể tư vấn cho bệnh nhân, có thể tư vấn cho người nhà. Đó là hết cái bài ngày hôm nay trước khi các em sau đi lâm sàng cái môn sản. Rồi các em có thắc mắc gì không? Trong bài cũng được, hoặc là những cái bài mà các em đã học, tại vì hôm nay cái giờ nó còn, thành ra các em muốn muốn hỏi cái gì cũng được. 10 phút nha. Các em có thể hỏi hoặc là các em có thể chuyển qua cái tin nhắn, cô coi cô trả lời cũng được. Lớp có hỏi gì không? Hay là hiểu hết rồi? Sao lớp im quá vậy? Từ giờ các em có nghe cô giảng không? Lớp trưởng lên tiếng cho cô nghe coi. Lớp trưởng đâu rồi? Các em có ý kiến gì không? Dạ hiện tại chưa cô ơi. Hiện tại chưa, từ giờ có nghe không mà sao lớp im hết trơn vậy? Buổi chiều sao cô thấy hay ít ý kiến, hay là không hiểu, hay là các em không nghe? Có cần hỏi gì không để cô giải đáp? Dạ em nghe cô ơi, tại nãy mạng bên em hơi yếu á, cho nên là giờ này em mới nghe. Vậy hả? Em có câu hỏi gì không? Thử giờ mạng yếu rồi có theo dõi bài kịp không? Dạ được cô, có điều của em nó hơi bị lắc một xíu thôi, nhưng mà em theo dõi được cô. Em theo dõi được ha. Thì hai cái phần này bài á, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái phần lâm sàng khi các em đi. Thành ra nếu mà có cái câu hỏi gì trong cả cái quá trình mà của cái bài học á, thì lớp có thể hỏi để cô giải đáp khoảng còn 10 phút nữa. Dạ cô ơi, cho con hỏi là trong cái chu kỳ kinh nguyệt á, là nó diễn ra cái chu kỳ buồng trứng và chu kỳ nội mạc tử cung, thì hai cái chu kỳ đó nó diễn ra độc lập với nhau hay là tồn tại song song với nhau á cô? Ừ, Ví dụ như chưa là kể có bình những trường hợp, dạ thường.
Con có chu nghe kỳ một nội số mạc tử bảo cung. là niêm mạc tử cung nó bong ra, nó dẫn hiện nó dẫn xảy ra cái chu kỳ kinh nguyệt nhưng mà trứng không có rụng á cô. À, tôi hiểu rồi. Tức là vẫn có kinh nhưng mà không có rụng trứng, phải không? Dạ. Một câu rất là hay. Vậy chu kỳ này nếu mà người ta có quan hệ tình dục, người ta có thụ thai không? Theo em. Dạ con nghĩ là không. Không ha. Dạ. Rồi. Thêm câu hỏi đi. Tất cả những câu hỏi nào các em không hiểu về sản đó, thì cô sẽ trả lời. Chứ không nhất thiết là hai bài này, tại hai bài này học phần sản thì các em vô thì các em sẽ tiếp cận để học, còn mấy cái phần phần sinh lý của chu kỳ kinh nguyệt nó có nhiều cái để các em học lắm, để có nhiều cái để các em hỏi lắm đó. Mà cô không nhắc nhưng mà tụi em chịu hỏi cái này là giỏi đó. Cô ơi, ở phụ nữ á, do cái tình trạng nào phá thai nhiều lần á cô, dẫn đến cái nội mạc